Hybus Solocast, một chiếc mic trong bộ combo khởi đầu làm streamer của Hybus thì có gì đặc biệt? Hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé. Chiếc mic Hybus Solocast này có một thiết kế vô cùng tối giản khi nó chỉ mang trong mình một cái nút bấm cảm ứng để có thể tắt mic nhanh mà không có bất kỳ một nút nào khác cả. Ngoài ra, trên mặt trước của chiếc mic còn có một cái đèn màu đỏ thông báo trạng thái là đang mở hay tắt của chiếc mic. Và đi kèm với cái sự nhỏ gọn thì Hybus có trang bị cho chiếc mic này một cái chân đế khá là chắc chắn và cái độ tùy biến rất là cao, giúp cho các bạn có thể set up một cái góc làm việc cũng như đặt mic vô cùng linh hoạt. Và nếu mà các bạn không thích cái chân đế này thì Hybus có trang bị cho các bạn một cái lỗ bắt am phía dưới của cái mic. Nó khiến cho các bạn có thể bắt một chiếc am, khiến cho cái mic các bạn lơ lửng và set up một cái góc như hình. Vậy thì cái chất lượng âm thanh của chiếc mic này sẽ nghe như thế nào? Hiện tại thì các bạn đang nghe được cái âm thanh mình thu từ chiếc mic của máy quay. Nó có cái giá gấp 5 lần chiếc mic này các bạn à. Và đây là âm thanh được thu từ chiếc mic Hybus Solocast này. Các bạn nghe như thế nào thì thật sự mình cũng không biết, không quá rành về âm thanh, thì các bạn có thể nghe và cho mình biết cảm nhận nhé. Còn các bạn muốn trải nghiệm sản phẩm này thì hãy đến ngay showroom của Mai Phương Quân Tờ tại số 107 Phạm Văn Tuấn, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.